Vâng, à, tôi có nghe thông tin là Biển Đông đang có vùng áp thấp Liệu nó có khả năng mạnh lên hay không ạ? À, dạ vâng anh Lâm à, Cập nhật ngay sáng nay thì vùng thấp này đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi ạ Và dự báo là trong 1 đến 2 ngày tới thì nó sẽ còn tiếp tục mạnh thêm 7 giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới đang nằm trên Khu vực giữa biển Đông với cường độ cấp 6 giật cấp 8 và trong 24 giờ tới thì nó sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ là 15 km/h, mạnh lên thành cấp 7 giật cấp 9. Sau đó thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi chậm với tốc độ là 5 km/h và có thể mạnh lên thành bão cấp 8 khi nằm trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận vào sáng của ngày thứ bảy. Với dự báo như vậy thì vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 11 đến 15,5 độ vĩ Bắc và từ kinh tuyến 110 đến 117,5 độ kinh Đông. Tàu thuyền cần liên tục cập nhật thông tin, không đi vào hoặc nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Liên lạc ngay tần số 7903 kHz nếu cần trợ giúp. Không chỉ ở trên biển mà thời tiết trên đất liền cũng sẽ chuyển xấu. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày Chủ nhật thì khu vực từ Quảng Bình xuống đến Khánh Hòa cũng như là ở khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến là từ 200 đến 500 mm, thậm chí là có nơi thì còn trên 600 mm. Mưa chút xuống trên nền đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.